Xin chào tất cả các bạn đến với bài giảng online Hoàng đế nội kinh tố vấn của thầy Linh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 33. Chương 33 nói về bình nhiệt bệnh luận. Chúng ta bình về nhiệt bệnh. Kinh văn: có người mắc bệnh ôn, mồ hôi ra rồi lại phát nhiệt mà mạch táo tật, không vì mồ hôi ra rồi mà giảm bớt, nói cuồng, không ăn được, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng: bệnh đó tên là âm dương giao. Giao như thế sẽ chết vì chính không thắng tà. Hoàng đế hỏi: xin cho biết rõ nguyên nhân. Kỳ bá thưa rằng: người ta sở dĩ có mồ hôi đều sinh ra ở cốc khí. Cốc khí sinh ra được là nhờ ở tinh khí. Giờ tà khí với chính khí giao tranh ở nơi xương thịt nên mới có mồ hôi. Sở dĩ có mồ hôi là tà bại mà tinh thắng, tinh đã thắng thời nên ăn được và không còn nóng nữa. Vì làm lên nhiệt là tà khí, làm ra mồ hôi là tinh khí. Giờ mồ hôi ra rồi mà lại nóng, thế là tà thắng. Không ăn được, thời tinh không sinh ra được nữa, bệnh sẽ cứ lưu lại mãi mà tính bệnh cũng khôn toàn. Và ở Nhật Luận đã nói: mồ hôi đã ra mà mạch còn táo thịnh, thời chết. Giờ mạch không cùng mồ hôi ứng nhau, thế là không thắng được bệnh, còn sống sao được, nói cuồng là mất trí cũng chết. Giờ thấy ba chứng triệu chết, không một triệu chứng nào sống, bệnh dù có bớt sau rồi tất cũng chết. Hoàng đế hỏi: có người mắc bệnh mình nóng, mồ hôi ra và phiền mãn. Chứng phiền mãn không vì hãn ra mà giải, như thế gọi là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng: hãn ra mà mình nhiệt là phong, hãn ra mà phiền mãn không giải là quyết. Bệnh đó gọi là phong quyết. Hoàng đế hỏi: nguyên nhân vì sao? Kỳ bá thưa rằng: cự dương chủ về khí, cho nên bị tà trước. Cựu dương chính là bằng quang đấy, kinh bằng quang. Hiếu âm với cự khí, cự dương là cùng quan hệ biểu lý. Gặp nhiệt thời ngược lên, ngược theo lên, vì theo lên lên thành quyết. Điều trị thế nào? Bởi lý điều thích và cho uống thêm thuốc nước. Hoàng đế hỏi: bệnh lao phong như thế nào? Làm lụng khó nhọc, hãn ra gặp gió mà phát bệnh gọi là lao phong. Kỳ bá thưa rằng: chứng lao phong phát sinh từ dưới phế, chứng trạng của nó cổ cứng, đau và mắt mờ, nước mắt nhổ ra như nước mũi, ố phong và rét run. Điều trị như thế nào? Vì thủy tà dàn lên, không cúi ngửa được, phải làm cho thông lợi tiểu tiện để sự cúi ngửa được dễ dàng. Người khí ở cự dương mạnh 3 ngày khỏi, người trung liên 5 ngày khỏi, người già 7 ngày khỏi, 3, 5, 7 đều thuộc số dương. Nếu ho ra như nước mũi, sắc xanh vàng, tựa như mủ hoặc tròn như viên đạn, khạc ở trong miệng ra hoặc cả ở mũi, những cái đó không ra được sẽ làm thương phế thời chết. Hoàng đế hỏi: có người mắc chứng thận phong, mặt và xương khoai sưng ụ lên, nó làm nghẽn ở cổ, nói ra cũng khó, có lên thích chăng? Kỳ bá thưa rằng: người khí hư không lên thích, không lên thích mà cứ thích, sau 5 ngày khí tất lại nghịch. Điều trị như thế nào? Tà khí đến tất chính khí ít, thỉnh thoảng nhiệt từ hung bối dẫn lên đầu, hãn ra, tay nhiệt, miệng khô, khát quá, tiểu tiện vàng, dưới mắt sưng, trong bụng sôi, mình lặng, đề đi lại, khó khăn, nguyệt sự không xuống, phiền mà không ăn được, không thể nằm ngửa. Nằm ngửa thời ho,
Bệnh đó gọi là phong thủy. Đã bàn rõ trong thích pháp tức là thủy huyệt luận, xin cho biết rõ manh mối. Tà phạm tới được tất chính khí hư, âm dương tấp phạm tới cho nên thiếu thiếu khí, thỉnh thoảng nóng và hãn ra. Tiểu tiện vàng do thiếu phúc có nhiệt, không thể nằm ngửa do trong vị không hòa, nằm ngửa thời do thủy nghịch bách lên phế. Phàm các chứng thuộc về thủy thời, thủng ở mắt trước, vì sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Các bạn vui lòng đăng ký kênh để được nhận những video tiếp theo.